Dạ Vương Mai, chiếc chè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu với chúng ta một cái lô thọ hương phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha. Thì ngoài cái lô, trước khi giới thiệu cái lô thọ hương giáng long đẹp này á, thì em sẽ giới thiệu cho chúng ta trước một cái lô cúc thọ hương mà em cần thanh lý hàng cả nhà. Thì nói chung là hàng bên Vườn Mai nhà em thì rất là nhiều. Hiện tại bên em thì có 4 cơ sở, cho nên là hàng thì tự làm, tự cung cấp, rồi tự sản xuất, rồi tự giao lưu với khách hàng, cho nên là cả nhà yên tâm về chất lượng giống. Thì hôm nay á, số lượng cúc thọ hương của vườn nhà em rất là nhiều, cho nên là em muốn thanh lý cả nhà. Thì với giá chỉ có 50.000 một cây thôi. Trời ơi, phải nói là rẻ luôn ha. Và lô này á, từ cao cho tới từ 30 cho đến 50 luôn ha. 30, 40 cho đến 50, 60 luôn cả nhà, nhìn nè. Ha, cái cây nó rất là cao và nó rất là mập ha. Đó, đây. Thì lá thì nó không có nhiều lắm nha cả nhà. Tuy nhiên là cái cọng cành cốt của nó rất là mập luôn nè cả nhà nhìn thấy nha. Đó ha, đây nè cả nhà. Nè ha. Thì cây này giờ chúng ta lấy bo vô tư. Nếu mà lấy bo, không lấy bo thì mình cũng có thể đôm lại. Cắt ngắn ngay đây ha. Thì ở dưới nó sẽ nhảy nhánh rất là nhiều nha. Đó, đây thì cái lô thọ hương này em có tầm khoảng 300 cây. Em sẽ thanh lý với giá cực rẻ luôn. Chỉ có 50.000 một cây, mà là 6 cây là bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Rồi 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn. Trời ơi, phải nói là thanh lý cực kỳ rẻ luôn nha cả nhà. Đó, đây ha, đây là cúc thọ hương. Một số nó có nụ luôn á trời ha. Đó, đây. Đây nè cả nhà nhìn nha. 40, 50, 60 luôn ha. Cây nó rất là già, cái cốt của nó cả nhà nhìn nè, nó mập ủ luôn ha. Tại vì do là hàng quá nhiều cho nên em cần thanh lý thôi nha cả nhà. Rồi tiếp tục là một cái lô thọ hương đẹp, em mới về hàng, phải nói là cây đẹp cực kỳ, là một cái giáng long ha, cái cốt to đùng luôn, liền cốt 100% nha. Giáng long như thế này nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cành nhánh rất là xum xuê luôn ha. Giá là 150 một cây nha, 150 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship 10 cây tặng 1 nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cái cốt cái cây nó rất là mập luôn ha. Đó, đây nha. Đó. Đó ha, thì lô này chắc cũng được khoảng vài trăm cây thôi cả nhà, chứ không có nhiều nha. Đây ha. Nè, trời ơi. Đây là cả nhà nhìn ha. Đây, rất là đẹp, là 150 nha. Rồi ngoài đó thì em còn có sổ một lô giảo siêu nụ nữa cả nhà. Em thanh lý một cái lô giảo siêu nụ phải nói là cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái lô này thì em có ít chứ không có nhiều, tầm khoảng 100 cây trở lại, ai nhanh thì mình còn ha, mình còn hàng hết cả nhà. Đây, đó, đây nè cả nhà nhìn nha. Đó, đây ha, đây là giảo siêu nụ. Ở lô này thì em thanh lý với giá là 60.000 nha cả nhà, 60.000 một cây. Đó, 5 cây em bao ship, 10 cây em tặng 1 luôn nha. Đây, lô giảo siêu nụ cực kỳ đẹp ha, đó là 60.000. Rồi, ngoài cái hàng siêu nụ em thanh lý thì nếu mà ai muốn lấy cái hàng siêu nụ lớn hơn thì bên em vẫn có. Loại này liền cốt một mùa mấy, em mới về hàng ngày hôm qua, rất là đẹp luôn nha. Đó, đây, thì chiều cao nó khoảng 40-50 luôn. Đó, 40-50 gì uống giáng long như thế này nè cả nhà. Đó, nhìn nè, cành nhánh ha. Đây là giá là 101 nha. Đó, 101. Chiều cao của nó là 1 nè, 2 ba gang tay của em ha, là tầm khoảng 40-50 luôn, uống giáng long như thế này. Giá là 101 một cây. 4 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1. Đó ha, đây là hàng siêu nụ đẹp nha. Rồi ngoài cái siêu nụ đó thì em có hoa hồng thanh tú nha. Hoa hồng thanh tú, loại này vừa chơi hoa vừa chơi lá. Loại này đang đo đọt đỏ rất là đẹp, giá là 100.000 một cây nha. Cũng uống vô dây kẽm chỉnh sổ hết rồi cả nhà. 100.000 một cây, nếu chúng ta lấy 4 cây bên em bao ship, 10 cây bên em tặng 1 nha. Đó, đây chính là hoa hồng thanh tú. Rồi, còn rất là nhiều giống nữa. Mọi người hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà.